Nỗi nhục lớn nhất của một người đàn ông là gì? Câu hỏi này dễ thì thật dễ mà khó thì thật khó. Một số ít người chưa định hình được thì trả lời rằng đó chính là không có nhiều tiền để lo cho vợ con, hay không thỏa được mơ ước của mình bấy lâu. Tuy nhiên theo Hiệp hội Anh hùng trên cây tùng, thì có đến 96,69% đấng mày râu đều trả lời rằng nỗi nhục lớn nhất đó chính là trở thành nạn nhân của hiện tượng tăng chiều cao. Bạn nghĩ sao nếu một ngày trên đầu mình mọc thêm mấy cái sừng to tướng? Chắc chắn lúc đó việc bình tĩnh được là vô cùng xa xỉ. Tuy nhiên điều này lại thấy rất nhiều trong tiểu thuyết Kim Dung. Tại sao lại như thế thì mời các bạn cùng tôi điểm qua 17 nhân vật đầu đội sừng chân đạp vỏ của Kim gia. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Uông Hiếu Phong là đệ tử của Thủy Đại, y cùng với Thủy Sinh tạo thành cặp linh kiếm song hiệp nổi tiếng giang hồ. Thủy Đại thấy thanh niên họ Uông phong tư tuấn nhã, học nghệ chuyên cần nên muốn có ý gả con cái cho ngay từ thủa bé. Những tưởng có một kết thúc tốt đẹp thì thật không ngờ biến cố đã xảy ra. Huyết Đào lão tổ xuất hiện và mang Thủy Sinh theo. Lão là một tên dâm tặc háo gái, lại đi cùng Địch Vân được giang hồ mệnh danh tiểu dâm tặc. Bảo sao mà Uông Hiếu Phong không cố sống cố chết đuổi theo. Tuy nhiên đời không như là mơ. Người yêu của gã đã ở với Địch Vân suốt mấy tháng trời mùa đông. Dù hai người bọn họ chẳng có chuyện gì, nhưng ở vào địa vị của Uông thì ai mà tin rằng hắn không bị cắm sừng. Phải công nhận rằng Uông Hiếu Phong khá nhọ, nuôi mười mấy năm trời đến ngày hái quả mà lại xảy ra cơ sự này. Đúng là đen thôi, đỏ quên xem mà nó đi. Ngô Ứng Hùng là một trong những thanh niên nhỏ nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Bình sinh y đẹp trai phong lưu tuấn tú, ấy thế mà về sau cuộc đời dần lụi tàn. Ngô Ứng Hùng được cha sai đến kinh thành để kết đôi với Kiến Ninh công chúa. Những tưởng vớ được cá to, ai dè cá này nhiều xương răm, lại bị anh Vi quầy mất zin từ lâu rồi. Đau đớn nhất là bị Kiến Ninh gài bẫy, cắt băng đi thằng nhỏ rồi vu cho tội hãm hiếp. Thật sự tôi cũng không hiểu tại sao trên thế gian này lại có thằng nhỏ nhem đến như thế. Khương Thiết Sơn là một trong bốn đệ tử của Vô Sân Đại Sư. Ngoài Trình Linh Tố ra thì y là người có lòng dạ tử tế nhất. Nguyên thủa xưa Tiết Thước rất yêu Mộ Dung Cảnh Nhạc, nhưng lão ta lại cưới người khác. Mụ thấy thế đã hạ độc giết chết đại tẩu. Mộ Dung Cảnh Nhạc tức giận dùng thủ pháp khiến Tiết Thước bị hủy hoại dung mạo. Vậy mà Khương Thiết Sơn không chê, vẫn một lòng cưới mụ làm vợ. Đến lúc này Mộ Dung Cảnh Nhạc thấy tiếc, muốn nối lại tình xưa với Tiết Thước. Lão ta dùng đào hoa chướng khiến Khương Thiết Sơn và con trai của y với Tiết Thước tán mạng. Mụ dù biết thuốc giải độc nhưng vẫn mặc kệ cho chồng và con mình bị chết, để toàn tâm toàn ý quay lại với Mộ Dung Cảnh Nhạc. Thật là đau đớn thay. Trịnh Khắc Xả là một trong rất nhiều nạn nhân bị tiểu bạo cắm sừng. Y mặt mũi khôi ngô, ăn nói nhẹ nhàng, vì thế mà A Kha say như điếu đổ, sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy theo người tình. Ai dè cuộc đời thật lắm sóng gió, nàng bị thanh niên họ Vi hấp diêm trong Lệ Xuân Viện để đến nỗi mang bầu. Chị Khắc Xả dù rất yêu người tình, nhưng hắn nào phải dạng ngu, không đâu lại phải đổ vỏ cho cái thằng mà mình căm ghét nhất. Khắc Xả nên cố nén niềm đau để dứt bỏ A Kha và đẩy nàng đến với Vi Tiểu Bảo. Thật là cay đắng làm sao. Thật không ngờ rằng Bình Tây Đại Nguyên Soái vang danh một thời cũng là một thanh niên bị cắm sừng. Như chúng ta đã biết, Trần Viên Viên là ái thiếp của Ngô Tam Quế. Trong thời gian này nhà Minh liên tục xảy ra chiến tranh với quân Thanh, và lão được cử ra Sơn Hải Quan để trấn thủ. Cũng đúng lúc này lực lượng của Lý Tự Thành tiến đến chiếm lấy Bắc Kinh và bức tử Sùng Trinh. Sấm Vương thấy Trần Viên Viên ngon từ thịt ngọt từ xương, nên bất chấp tất cả và chúng ta sẽ phải thuộc về nhau. Ngô Tam Quế thấy Lý Tự Thành thịt vợ mình, liền cay sống mũi quay ra hàng nhà Thanh và hợp sức để tấn công khiến Sấm Vương phải sờ mờ lờ. Hồng An Thông là giáo chủ Thần Long Giáo, lão võ công cao cường, từng âm mưu chiếm đoạt tám cuốn tứ thập nhị chương kinh để xưng bá thiên hạ. Vì mải luyện võ mà lão không gần sắc giới, vợ ngon từ thịt ngọt từ xương mà Hồng An Thông dù thèm lắm cũng chẳng hề động tới. Tô Thuyên trong một lần uống say đã bị Vi Tiểu Bảo thừa cơ hấp diêm dẫn đến có mang. Nàng vì anh mà phản bội lão, một lòng một dạ đi theo. Đúng là đàn bà, họ thật là khó hiểu.
Từ Tranh là một nhân vật trong tác phẩm Phi Hồ Ngoại Truyện. Y là đại đệ tử của Mã Hành Không và là sư huynh của Mã Xuân Hoa. Trong một lần bị Diêm Cơ truy sát, tiêu cục của họ Mã đã đến nương nhờ Thương Gia Bảo. Tại đây Thương Lão Thái vì thù xưa của chồng nên muốn trả thù bằng cách xin kết duyên cho Thương Bảo Trấn và Mã Xuân Hoa. May nhờ Hồ Phỉ dẫn đường nên Mã Hành Không đã biết chuyện và lập tức cho Từ Tranh và Mã Xuân Hoa kết hôn. Mặc dù tính cách và dung mạo của hai người khác hẳn nhau, trong khi Hoa Muội tính tình khôn khéo, mềm mỏng và xinh đẹp thì Từ Tranh nóng nảy xấu xí, võ công lại thấp kém. Cũng trong thời gian này, Phúc Khang An đến Thương Gia Bảo, y phong lưu anh tuấn nên chẳng mấy chốc Xuân Hoa đã đổ thẳng cẳng. Chuyện gì đến cũng phải đến, nàng đã hiến dâng mình cho gã và tặng người chồng sắp cưới hai cái vỏ khá to của Phúc Khang An. Tuy nhiên, vì yêu nàng nên Từ Tranh vẫn nguyện là anh hùng đầu đội sừng chân đạp vỏ, quả thật là một người đàn ông cao thượng. Hoàng Nhan Hồng Liệt là hoàng tử thứ 6 của vua Kim. Y thông minh tài trí, luôn ôm mộng thống nhất Trung Nguyên. Trong một lần đi sứ Nam Tống đã bị Khưu Sứ Cơ đánh thương nặng, phải giả chết mới thoát nạn. Kế đó, Hoàng Nhan Hồng Liệt được Bao Tích Nhược cứu sống. Vì say mê nàng nên sau khi lành bệnh, y mang quân tới Ngưu Gia Thôn giành hàng với Dương Thiết Tâm. Hoàng Nhan Hồng Liệt có lẽ là một trong những kẻ cuồng yêu nhất truyện Kim Dung. Mặc dù biết mình phải đổ vỏ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Đã thế còn yêu cái vỏ đó như yêu tính mạng của bản thân. Thử hỏi trên thế gian này mấy người làm được. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là một trong tứ đại hộ pháp của Minh Giáo. Ông nổi tiếng trên giang hồ với tuyệt kỹ Sư Tử Hống và Thất Thương Quyền. Người cắm xưng Tạ Tốn chính là sư phụ ông, tức Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn. Lão vì muốn tiêu diệt Minh Giáo nên đã lợi dụng ông gây bất hòa với Võ Lâm. Có một lần Thành Côn giả vào uống say để rồi hấp diêm luôn vợ ông. Đau đớn thay, lão còn giết cả đứa con trai nhỏ thân yêu. Tạ Tốn vì thế mà gây biết bao nhiêu sóng gió trên giang hồ, chỉ vì muốn thằng đã cắm sừng mình năm xưa phải xuất đầu lộ diện. Miêu Nhân Phụng là cha của Miêu Nhược Lan và là chồng của Nam Lan. Ông và vợ mình gặp nhau một cách tình cờ. Nói là có duyên thì hơi quá, vì thực sự lúc đó Nam Lan chỉ là cảm kích Miêu Nhân Phụng như một ân nhân cứu mạng. Thân gái dặm trường, một tiểu thư quê khác vừa mất cha dĩ nhiên cần chỗ dựa vững chắc, và ông chính là người lý tưởng nhất. Nhưng cuộc sống vợ chồng đâu phải cứ sống là sẽ hạnh phúc. Cái nàng cần thì Miêu Nhân Phụng không thể cho được. Và thế là Nam Lan bỏ cả chồng con chạy theo Điền Quy Nông, một gã phong lưu hào hoa và biết chiều chuộng phụ nữ. Thế nhưng tuy thịt được người đẹp nhưng cuộc đời về sau của gã làm sao mà yên ổn cho nổi, vì người mà Điền Quy Nông cắm sừng chính là đã biến thiên hạ vô địch thủ cơ mà. Mã Đại Nguyên là phó bang chủ của cái bang. Sau khi Uông Kiếm Thông chết đi, chính ông là người duy nhất nắm giữ bí mật to lớn về thân thế của Tiêu Phong. Mã Đại Nguyên có vợ đẹp, lại còn dâm nữa nhưng hơi đen là không có phúc để hưởng. Ông bị chính người cùng chung chăn gối ám hại. Khang Mẫn quyến dụ Bạch Thế Kính và dắt mũi gã. Trưởng lão cái bang tuy rất sợ Mã, nhưng mùi đàn bà xinh đẹp và hấp dẫn dâng tới tận miệng thì như thế làm sao mà hắn bỏ qua được. Rốt cuộc Bạch Thế Kính đã tặng sừng cho Mã Đại Nguyên. Chẳng những thế, đôi tình nhân đẹp như mơ này còn hãm hại để cho ông thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đúng là trên thế gian này, cưới vợ đẹp không phải cái tội, cưới vợ dâm cũng không phải cái tội, nhưng cưới vợ vừa đẹp vừa dâm thì đúng là tội tử hình rồi. Ân Lê Đình là đệ tử thứ 6 của Trương Tam Phong và là người được định ước với Kỷ Hiểu Phù. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì nàng sẽ làm vợ của anh. Tuy nhiên, cuộc đời thật lắm bất công. Ân Lê Đình bị Dương Tiêu hớt tay trên. Chỉ một đêm mặn nồng mà ý trung nhân của anh đã xoay như trong chóng, quay lại để yêu người đã hấp diêm mình. Có lẽ cũng một phần là do Dương Tiêu phong độ đẹp trai, gậy pháp thì cũng chỉ kém mỗi thanh niên họ Vi. Kỷ Hiểu Phù dù bị diệt tuyệt sử đẹp mà cũng chẳng hối hận. Không những thế còn đặt tên cho con của mình là Dương Bất Hối, quả thực là quá đáng cho thanh niên họ Ân. Dương quá thì chúng ta không phải nói quá nhiều về cái sừng của anh. Nó đã quá dài và nhọn rồi. Chỉ vì cha nuôi của mình mà Dương quá chẳng những không được sơi mà còn bị nghi oan nữa. Nhiều thanh niên còn nghĩ ra các thuyết âm mưu, đặc biệt là tiểu long nữ có con với Doãn Số Đỏ,
khi thấy nàng có triệu chứng nôn ọe ở Tuyệt Tình Cốc. Ôi thần linh ơi, tôi xin nói lại một lần nữa rằng nếu Chí Bình có thể một phát ăn ngay như Dương Tiêu và Tiểu Bảo thì chắc chắn Tiểu Long Nữ sẽ yêu hắn ngay. Nhưng các bạn thấy đấy, nàng rất ghét hắn. Hiển nhiên thuyết âm mưu kia là lố bịch. Dương Quá đầu đội sừng chân không đạp vỏ, sau 16 năm ngộ ra tuyệt học ám nhiên tiêu hồn trưởng, sánh ngang với giáng long thập bát trưởng của Quách Tĩnh, quả thật là một sự nỗ lực không hề nhỏ đúng không các bạn? Nếu thủa xưa có Pada Game thì chắc anh đã vô địch nhiều năm liền rồi. Đoàn Chí Hưng là một trong ngũ tuyệt trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu, nổi tiếng với công phu nhất dương chỉ. Trong một lần, Vương Trùng Dương dẫn sư đệ của mình là Chu Bá Thông tới thăm và bàn bạc về cách đối phó với Âu Dương Phong. Ai dè cuộc sống của ông trở nên biến động từ đây. Nguyên anh cô là một phi tần rất được sủng ái của Nam Đế, ấy thế mà chẳng hiểu vì cớ gì mà nàng lại ngả vào vòng tay của lão Ngoan Đồng, một thanh niên nghịch ngợm hiếu động, yêu màu tím, thích màu hồng và ghét sự giả dối này. Đàn bà đúng là thật khó hiểu. Một kiếm của Chu Bá Thông mạnh đến nỗi anh cô đã có mang. Sau khi Đoàn Chí Hưng biết mình bị cắm sừng, quá đau đớn và ghen tức. Vì thế mà khi đứa trẻ được sinh ra, chẳng may bị một trưởng của Cầu Thiên Nhẫn mà ông đã không thèm cứu đứa bé. Dương Đình Thiên là giáo chủ Minh Giáo, từng luyện tập tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di đến tầng thứ 5 và một mình đánh bại ba thanh niên manh động họ Độ. Lại nói về Dương Phu Nhân, trước khi cưới ông từng có mối tình đầu với Thành Côn. Tuy nhiên do cha mẹ đã hứa gả cho Dương Đình Thiên nên bà phải nhắm mắt đưa chân, nhưng trong lòng vẫn luôn ngày nhớ đêm mong người tình. Dương Phu Nhân đã lén lút chỉ cho Thành Côn đường hầm bí mật trong Minh Giáo để cả hai hú hí với nhau. Trong một lần, Dương Đình Thiên đang luyện công đến bước quan trọng thì vợ lại dẫn trai đến cày ruộng. Ông phát hiện ra hai người nên khí huyết trào ngược, dẫn đến tàu hỏa nhập ma, rồi cuối cùng phải lên bàn thờ ngắm ca hỏa thân. Cũng phải thôi, khi mà đường đường là giáo chủ Minh Giáo nhưng sừng mọc dài như cái bơm cũng chẳng hề hay biết gì thì thật đúng là. Trung Vạn Kiều là một nhân vật xuất hiện trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Lão cũng là một trong chúa tể của những chiếc vỏ. Nhớ năm xưa Cam Bảo Bảo ABCXYZ với Đoàn Chính Thuần rồi có mang. Vì không muốn con không cha nên đành nhắm mắt kết thân với Trung Vạn Kiều, để rồi sống với nhau trong Vạn Kiếp Cốc. Chỉ khổ cho lão phải nuôi con tu hú mà không hề hay biết. Đã thế mà lão vẫn ngày đêm thương nhớ người tình. Cũng phải thôi, khi mà Trung Vạn Kiều thì già nua xấu xí, mà Đoàn Chính Thuần phong thái lịch thiệp, cái gì cũng ăn đứt lão. Nếu không phải do biến cố Đoàn Diên Khánh sắp đặt ở trong Vạn Kiếp Cốc thì có lẽ đến hết đời Trung Vạn Kiều cũng chẳng biết trên đầu lão có hai cái sừng to tướng. Vụ cắm sừng ồn ào và chấn động nhất thế giới võ hiệp thuộc về Đoàn Chính Thuần. Ông là vương gia nước Đại Lý, khéo ăn khéo nói, phong tái tiêu sái, lại yêu mỹ nữ hơn yêu Giang Sơn. Những cô nàng qua tay ông khá nhiều, nổi bật nhất chính là Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo, Vương Phu Nhân và Khang Mẫn. Ở trong chuyện Kim Dung có nhân có quả, Đoàn Chính Thuần cắm sừng rất nhiều thanh niên, nhưng rốt cuộc mình cũng lại trở thành nạn nhân của hiện tượng tăng chiều cao. Người cắm sừng ông chính là Đao Bạch Phượng. Nàng vì tức chồng lăng nhăng nên đã nổi máu 6 cơn, biếu không bản thân cho Khánh Què, một gã ăn xin bẩn thỉu hôi hám, để rồi sinh ra Đoàn Dự. Đoàn Chính Thuần bản lĩnh tình trường thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi thấy công phu cày ruộng còn thua cả Ác Quán Mãn Doanh. Chỉ một đêm mà lão sinh ra được thằng cu ấy, thế mà vương gia nước Đại Lý cày ngày cày đêm, biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng chỉ toàn thấy tiên nữ mà thôi. Video của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Nếu các bạn thấy hay xin hãy like và follow tôi để được xem nhiều video hay và chất lượng nhất. Xin chào.